Top 5 loài động vật kỳ lạ nhất hành tinh, có thể bạn chỉ mới nghe thấy lần đầu. Ilipika, thỏ ma thuật. Loài thỏ cực kỳ quý hiếm này, dễ thương đến nỗi người ta đã đặt tên cho chúng là thỏ ma thuật. Lần đầu tiên trong vòng 25 năm qua, người ta mới chụp được ảnh của loài thỏ Ilipika này. Chúng được phát hiện ở dãy núi Ti An San của Trung Quốc. Loài thỏ Ilipika sống trong những hốc đá, trong những khu vực núi đá lạnh lẽo, quanh năm tuyết phủ, đây là giống thỏ cực kỳ hiếm và khó tìm, chúng ngày càng hiếm hơn và số lượng cũng càng thu nhỏ. Lần đầu tiên trong vòng hơn 25 năm qua, người ta mới chụp được ảnh của loài thỏ này. Li Weizong đã phát hiện loài thỏ Ilipika vào năm 1983, đến năm 1990 thấy thêm một lần nữa, mãi cho đến ngày nay. Li Weizong chia sẻ, tôi leo lên một ngọn núi, trong suốt 4 tiếng, Li nhớ lại lần đầu tiên ông bắt gặp một con Ilipika. Lúc đó, tôi đang dừng lại để thở, thì bỗng nhiên, tôi trông thấy bóng của một sinh vật nhỏ xíu chạy ngang qua. Tôi ngồi xuống chỗ mấy tảng đá, rồi, một đôi tai thỏ thò lên từ khe hở của tảng đá quanh đó. Con vật nhỏ bé đang nhìn tôi và chớp mắt. Tôi đã nghĩ rằng đây là loài vật xinh đẹp và lạ lùng nhất mà tôi từng thấy. Tôi không thể tin vào mắt mình. Không giống như các loài thỏ khác, loài thỏ này có ba sọc nâu đậm màu chạy trên trán và quanh cổ. Sau 3 năm nghiên cứu, Ly cùng các nhà khoa học khác đặt tên cho chúng là Ilipika. Bằng cách lần theo dấu chân và vết phân, Ly cùng nhóm của mình ước tính rằng, số lượng Ilipika đã giảm từ 2.900 con trong những năm 1990, xuống còn 2.000 con, trong năm 2005. Hiện tại, có lẽ chúng chỉ còn khoảng 1.000 con. Tôi đã phát hiện ra giống thỏ này, và tôi biết rằng, chúng ngày càng trở nên khan hiếm. Chúng đang dần tuyệt chủng, ngay ngay trước mắt tôi, tôi cảm thấy thật có lỗi. Ilipika, làm ổ trong những hốc đá, ở độ cao 2.800 đến 4.000 mét so với mực nước biển, trong những vùng núi đá, cực kỳ lạnh lẽo, thức ăn của chúng, chủ yếu là cây cỏ mọc quanh đó. Khí hậu biến đổi, được tin là nguyên nhân, khiến cho loài thỏ này chết dần. Khi băng tuyết trên đỉnh núi tan chảy dần, chúng phải di chuyển sang những vùng núi cao hơn, để sống gần những nơi có tuyết. Một nguyên nhân khác, là do sự xuất hiện quá đông đúc của con người, ở các khu vực dưới chân núi. Chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ không còn nơi nào để sinh sống. Epinochio Loài sinh vật này có tên gọi là Spycnophag. Đây là loài cây được phát hiện ở vùng núi Foza của tỉnh Papua, Indonesia trong một cuộc thám hiểm vào năm 2008. Epinochio với chiếc mũi dài và con đực có khả năng phóng to và kéo dài mũi khi chúng thu hút một con cái hoặc cảm nhận được nguy hiểm. Rơi trắng Honduran Loài rơi trắng độc đáo này được mệnh danh là một trong những loài động vật đáng yêu nhất thế giới nhờ vào vẻ bề ngoài kỳ lạ dễ thương của mình. Loài rơi trắng này còn có tên gọi là rơi trắng Honduras, tên khoa học là Axtophila anba, cũng là đại diện duy nhất trong chi Axtophila. Có vẻ ngoài nổi bật với lớp lông màu trắng muốt, cơ thể nhỏ bé với chiều dài chỉ từ 3,7 cm đến 4,7 cm. Sinh sống trong các khu rừng mưa ở miền Bắc Nicaragua, phía đông Costa Rica, Tây Panama và đông Honduras, những con rơi trắng đáng yêu, chủ yếu sống ký sinh trên các thân cây và tán cây lớn, đặc biệt là các cây chuối sống theo bầy đàn, thông thường khoảng từ 6 đến 10 cá thể, có đàn lớn lên đến 12 cá thể. Thức ăn chủ yếu của rơi trắng nhỏ sinh là trái cây và một số loài thực vật. Trong bầy, những con rơi lớn hơn sẽ có nhiệm vụ bảo bọc những con rơi nhỏ hơn, chúng sẽ cắn lá cây để cuộn quanh người những con rơi nhỏ, bảo vệ cả đàn khỏi mưa nắng và kẻ thù tự nhiên. Rơi trắng hiếm khi bay, kể cả vào buổi đêm, bởi vẻ ngoài nổi bật của chúng rất dễ trở thành mục tiêu của những động vật ăn thịt hung ác. Những con rơi trắng Honduras này chỉ giang cánh bay khi cảm nhận thấy nguy hiểm, có kẻ thù đang tấn công chúng. Rất ít xuất hiện và được coi là loài động vật quý hiếm, loài rơi trắng khiến nhiều người tò mò. Bộ lông trắng muốt bên cạnh những bộ phận khác trên cơ thể đều màu vàng rực khiến những con rơi trắng Honduras trông vô cùng ngộ nghĩnh. Không chỉ có vẻ ngoài đáng yêu, rơi trắng Honduras còn có bản tính hiền lành, xứng đáng là loài rơi đáng yêu nhất thế giới. Tôm hùm Cherex lucaap loài tôm hùm Cherex lucha up này, có màu sắc tuyệt đẹp, được phát hiện ở Indonesia vào năm ngoái. Loài tôm này, được mô tả năm 2015, Tritian lucha up xác định loài tôm này và đặt danh là Cherax punche, với punche, có nghĩa là tuyệt đẹp theo tiếng Latin. Ông mô tả sinh vật mới trên tạp chí du cây. Loài tôm này, được phát hiện ở khu vực Hoa Creek, gần ngôi làng Teminobun, ở tỉnh Tây Papua, Indonesia. Dù loài tôm này đã được bán từ đầu những năm 2000, không ai biết đây là loài gì và đến từ đâu. Đặc điểm: Loài này có hai nhóm màu phổ biến, bao gồm trắng, xanh dương, tím và sám xanh, xanh dương, trắng. Cherax blunnei khác với các loài tôm hùm khác ở hình dạng càng, cơ thể và màu sắc. Chúng có chiều dài khoảng 12 cm. Phần cơ thể lớn hơn giúp con tôm thích nghi với những dòng nước chảy nhanh và có lượng oxy hòa tan cao hơn. Tuy nhiên, Luka áp nhận định loài tôm tuyệt đẹp này đang gặp nguy hiểm khi chúng bị bắt để bán và làm thức ăn. Số lượng loài đang giảm dần trong vài năm trở lại đây. Cá heo sông Amazon Chúng ta thường biết và quan tâm nhiều đến cá heo nước mặn ở đại dương, thế nhưng, ít ai biết được trên thế giới, còn nhiều loại cá heo quý hiếm khác. Cá heo hồng vùng Amazon là một trong những sinh vật kỳ lạ và độc nhất đó. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu thêm một vài điều thú vị về loài này nhé. Hiểu biết về chúng cũng là một cách để chúng ta bảo vệ và phát triển loài động vật quý hiếm cũng vô cùng đáng yêu này. Cá heo sông Amazon, hay còn gọi là cá heo hồng, thường có màu xám nhạt, nhưng một số trong chúng bỗng trở thành màu hồng khi lớn lên. Những con cá heo này rất thân thiện và dễ huấn luyện, vì vậy chúng hiếm khi bị giam giữ. Cá heo hồng sông Amazon nổi tiếng với màu hồng của chúng, nhưng nhiều người không biết rằng chúng có rất nhiều màu sắc khác nhau cá heo có màu xám khi chúng còn nhỏ, và từ từ chuyển sang màu hồng khi chúng lớn lên. Màu sắc cuối cùng của cá heo có thể bị ảnh hưởng bởi hành vi của chúng như sự bố trí của các mao mạch, chế độ ăn uống và việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Cá heo có thể sống ở bất cứ đâu, và hầu hết hết chúng có màu xám với những đốm nhỏ màu hồng, gần giống như sắc hồng của chim hồng hạc. Và khi cá heo bắt đầu hưng phấn, cơ thể chúng dần chuyển sang màu hồng sáng, giống như khi con người xấu hổ. Chúng có thân và não lớn nhất trong những loài cá heo nước ngọt. Trong số 5 loài động vật nước ngọt, cá heo hồng sông Amazon đứng đầu danh sách vì thân hình to lớn của chúng, với chiều dài lên tới 9 feet, khoảng 2,7 m và trọng lượng gần 400 pounds, khoảng 181 kg và có thể sống đến 30 tuổi. Chúng cũng có bộ não lớn bất thường, với khả năng tiếp thu cao hơn 40% so với con người. Nhưng chúng lại cô đơn hơn các loài cá heo khác. Cá heo hồng sông Amazon thường được trông thấy bơi một mình hoặc trong các nhóm nhỏ có từ 2 đến 4 cá thể. Ở một vài khu vực giàu lương thực hoặc ở cửa sông, chúng có thể được tìm thấy trong các nhóm lớn hơn, nhưng lại ít phổ biến hơn. Mặc dù sống trong các nhóm nhỏ, thì chúng vẫn là những động vật khá dễ thương và dễ gần khi tiếp xúc với con người. Chúng cực kỳ nhanh nhẹn. Cá heo hồng sông Amazon có đốt sống rất dẻo trên cổ nên nên không giống với những loài cá heo khác. Điều này có nghĩa là chúng có thể xoay đầu 180 độ di chuyển xung quanh các thân cây, bãi đá và có thể dễ dàng phát hiện những trở ngại, ngay cả trong những môi trường tối tăm thỉnh thoảng chúng lộn nhào lên trên mặt nước rồi rơi xuống để quan sát phần đáy sông kỹ hơn. Có hàng trăm thần thoại xung quanh chúng. Loài cá heo này là chủ đề của nhiều huyền thoại ở vùng Nam Mỹ. Một câu chuyện kể lại rằng, vào ban đêm, cá heo biến thành những người đàn ông đẹp trai để quyến rũ phụ nữ trong làng. Một người khác lại một mực khẳng định nếu bạn đi bơi một mình, cá heo có thể đưa bạn đến một thành phố kỳ diệu dưới nước. Khi bạn làm hại một con cá heo, bạn sẽ gặp phải những điều xấu và thậm chí tai họa kinh khủng sẽ ập đến nếu bạn ăn thịt chúng những câu chuyện này giống như một cách giáo dục để giúp chúng ta bảo vệ loài động vật quý hiếm này và khuyến khích mọi người đối xử bảo tồn chúng tốt hơn